Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua, ngày 6 tháng 9 năm 2024. Hồng Duyên cầm đỏ đi tiên, Triệu Vĩ cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.将军。
将军。将军。将军。将军。
Xin 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 Xin
将军。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 
将军。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 chơi đến đây sát cục, Triệu Vĩ buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Hồng Duyên cầm đỏ đi tiên, Trịnh Vũ Hàng cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Chơi đến đây sát cục, Trịnh Vũ Hàng, buông cờ nhận thua, video của em, xin kết thúc ở đây, cảm ơn. Anh chị xem video của em, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.